Rồi mình ăn cái này luôn. Ây da, cục bự quá dạ. Giúp đỡ, cảm ơn. Cái này là bánh bao trứng muối. Ây da. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ôi cha mà ơi, ngon quá. Trứng muối, trứng dừa các bạn, bánh bao trứng muối. Ngon quá. Đây là một cục có tôm trong đây với scallop trong đây. Đầy luôn, mọng luôn. Đây là cà ri chân gà, ngon lắm các bạn ơi. Trở ngược lại cái bánh này, mình nghe gặp mùi trứng muối luôn. Ở trong đây nó có cộm cộm luôn. Đây là seafood steam dumpling. Đầy seafood trong đây luôn. Nó Hồng Kông sao đấy. Tiếp quay lại quá trình của cục này. Nó bự lắm. Nó bự như vậy nè. Theo một theo như biết, cục xíu mại bình thường thì chỉ là một phần tư của cái này thôi. Cái này rất là bự. Quẹt. Trong đây nó có mustard với lại hot sauce. Tiệm này không cho ăn satê, phá vị của nó, không ngon. Quạm cái. Ngon. Chịu gì nổi, ngon quá. Cái chậu này có đèn cầy ở dưới hơn, thiệt là chu đáo. Đây, cho mình chút xíu súp đi. Vị thanh. Ông nội mẹ ơi, nó bự cho bá lửa vậy nè. Đây, shrimp, fried shrimp ball. Thịt tôm chiên lên với lại almond. Nhìn ngon đây. Chấm lại cái sauce này. Nóng quá. Nó rất là juicy. Đậu giòn ở ngoài của almond, tại vì nó chiên á. Và cắn một cái, nó xịt nước ra luôn. Rất là tươi luôn á. Chấm với cái nước này, hơi chua chua. Nó tóm là ăn một cục không à, ngon luôn. Mà ngon nha. Nãy giờ hỏi cả chục người mới biết cục này là cục chạo tôm. Và có almond chính giữa, ấy lộn, ở ngoài nha. Còn đây là cục ha cảo. Có bằm scallop với lại tôm luôn. Sau khi ăn tiệm này thì chắc bị cao máu. Cái này gọi là vừa ăn vừa trợn trắng đây. Là vừa ăn vừa ngủ ăn cái hoài. Cục ăn hoài không ăn hết buồn ngủ luôn. Sầu riêng ở đây là có sầu riêng bóc miếng. Sầu riêng sunset. Mùi sầu riêng đậm đà lắm.
ăn một cái hơi thất vọng, lạ quá. Ở ngoài chiên ngon không? Bánh bao kim sa ngon không? Theo sơ lược mọi thứ hai cái, sơ lược thì 98 đồng Canada là 74 đồng của Mỹ. Không tệ. Trời ơi, nó bự vậy nè. Cái nhà hàng này mấy con này được chích steroid sao bự quá cho bự. Tôm này ăn ngon lắm luôn. Tôm nước ngọt nè. Nguyên con đường toàn là đồ ăn châu Á. Trà sữa là cứ cách mấy bước là trà sữa. Mấy bước là trà sữa. Dali trà sữa. Còn cái này thì chỗ mình không có thì tụi mình sẽ thử nha. Tiệm này thì chỉ là order xong rồi đi thôi, không có chỗ ngồi. Ok, bây giờ uống mình chọn trà sữa mà chỗ mình không có là Chung Yong. Chọn một trong top 5 drink của nó. Bên đây là để như là để tiết kiệm mà boba thì mình sẽ hút nước. Hộp boba nó nhỏ hơn của mình chút xíu rồi. Dài dài, dẻo dẻo. Review cái ly của em là mới đúng á. Còn mình đây thì tiết kiệm boba thì mình không muốn hút boba nhiều thì mình không hút nhỏ, mình muốn hút boba mình là chơi hút lớn nha. Còn em hút hút nhỏ thì chịu chứ không. Cái này nó uống tưởng tượng sao ta? Có mùi mùi cá. Chanh, cô lòng chi rồi, cô lòng chi chứ. Có gì chua chua 30% là nếu mà người nào thích chua chua ngọt ít à, nhưng mà không có gắt miệng, nhẹ nhàng lắm. Tuyệt, ngon. Phơ. Con đường nổi tiếng của Toronto, đồ ăn là dài dài luôn. Đồ ăn Nhật, đồ ăn Tàu, đồ ăn Việt trộn lẫn trên một con đường. Cứ đi 5 bước là trà sữa, đi 5 bước là trà sữa. Tiệm Bakery Nhi thích, 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 cực kỳ thích. Ok, tới thẳng cái chỗ mà Nhi thích. Đây nè. Họ đã để hướng khác rồi hả? Trong đây nó bán trà sữa luôn. Đây. Cái này là matcha. Nó có cream chính giữa. Cái bánh mà có bô bổ trên đâu ta ha? Cái đó hình như hơi đặc lắm hay không ta? Tới giờ này là hết rồi. Ở trong đây có sữa nè. Nè. Nè matcha. Tới giờ này là hết đồ ngon rồi. Như đang muốn cái croissant mà trứng muối mà hết rồi hả? Ừ, bánh trứng này ngon lắm nha. Rất là creamy, cheesy, không ngọt. Nhưng mình không có thích cái vị
vỏ, cái vỏ như hết cái kiểu như là từng lớp một hơn. Có macaron, mình chưa thử macaron. Japanese cheesecake. Bánh boba. Nè đây nè. Ủa có cái thép hả? Có cái thép. Ba khui hàng. Ôi chăm. 1, 2, 3 khui hàng nè. Da 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 da. Thử nè. Thử đi tên. Ngon không? Cái mặt nhìn bình thường vậy? Ngon. Các bạn đang đang chơi những cái nhỏ đang ăn cái này là cái Senji cái gì vậy? Quay đâu vậy? Senji fry bao. Đó. Đây là một cái bánh dumpling. Đẹp dữ. Mẹ nội ơi. Tao nói elevator thấy cũng đẹp nữa. Ok, mình mướn một cái condo. Đây là kitchen. Đó, có tủ lạnh đồ. Bàn, một cái sofa bed. Chào bé. Và đây là một phòng đầu tiên. Hả? Em nữa hả? Nữa hả? Trời ơi, gặp hoài vậy. À, đây là phòng thứ hai. Có closet đó. Nhìn ra được CD hả? Mà cái nhà cái bên cao quá. Oh wow. Đây nè. Đẹp chưa? Ok. Vô phòng khác. Hả? Nữa. Nữa hả? Đó. Em ngủ qua phòng hả? Sao ngủ qua bài vậy? Vậy phòng nào của em vậy? Phòng nào ngủ chung thôi mà. I messed the bedroom here. Very tiny. But very, very cozy too. Okay. Vậy là hai cái bathroom, ba cái bedroom. Đó thì sẽ cho chó ngủ chung. À, còn ở đây là dành cho một phòng, phòng đây là dành cho bạn chó. Nếu mà có chó. Buổi tối thì mình nên book chỗ nào gần Chinatown để tối thì nên bước chỗ ở gần Chinatown để đi bộ như vậy nè. Vui lắm. Hai bên đường thì có đồ ăn. Còn đồ ăn mà bán ở ngoài đường thì chỉ có chiều chiều thôi. Buổi tối thì nó chỉ giờ vô tiệm thôi. Nó không có ở ngoài. Mà trà sữa ta nói everywhere nha. Ở đây giống như hàng nhà hàng tàu truyền thống vậy. Đây ở dưới đây. Dưới bậc thang này ngồi chưa? Đó, nguyên hàng luôn. Đó. Matcha. Matcha. Cái này giống như New York vậy đó.
Ôi ôi, kiếm được chợ. Bán gì nè? Bon bon nè. Mận nè. Nhãn. Mận là cầu cơ. Ấy đâu khoao mặn kìa, mua mặn đi. Ờ đây. Trời ơi, trái táo. Táo ta đó, táo tàu á. Không ta. Táo, táo ta, táo gì? Mẹ ơi, mặn cầu gai. Mà ta nói nó ốm yếu dễ sợ chưa kìa. Samuche, đáng tiếc không biết ăn. Tối nay mình sẽ ăn tối ở chỗ All You Can Eat Hot Pot. Ok, cái này là cà cây, súp cà cây. Nó vị cà. Ăn lẩu xong quá no. No một cách trầm trọng. Nên quyết định uống milk tea. Đồ đặc đã có nhưng mà đồ lỏng chưa có. Thì order một ly ở Coco. Coco. Một ly trà bí mà nặng rất là nhiều chanh vô. Không đường. Rất là chua. Đi bộ cả 2 mile mới tới Kendo. Rất là lành mạnh. Bây giờ chắc nồi lẩu nó chuẩn bị tiêu hết rồi. Kiếm gì ăn tiếp đi.